chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay anh em mình đi làm về thì có một cái điều bất ngờ thay đổi ở khu nhà mình, thì mình muốn quay cho tất cả các bạn xem nhá. Cực kỳ là đẹp luôn. Mọi người thấy đẹp không? Lúc sáng anh em mình đi là hoa nó chưa nở đâu, nó chỉ là những cái nụ này thôi. Đấy. Nhưng mà giờ về nở hết rồi. Mọi người thấy cái vườn của mình đẹp không? Hoa này mình không biết tên tiếng Nhật cũng tiếng Việt mình cũng chịu luôn, không biết. Đây bông này nhị, bông này nở to đây. Đẹp. Bông này sắp nở đây, bông này ngày mai là nở các bạn. Rồi nứt đầu rồi. Bông này nứt đầu rồi, mai là nở. Đấy thì bông này lâu lắm, từ lúc lên cây lên bông giờ hơn tháng rồi nó mới nở được như này đấy các bạn. Nhưng mà phải nói là đẹp. Nó đổ quả anh em mình cứ trêu nhau ở quả anh Túc. Thế mọi người, đây tất cả là khu vườn của mình ấy. Khu vườn của nhà mình thì rất nhiều cây. Đây là cây thông. Ở Nhật thì họ rất thích uốn thông. Cũng không phải là thích, kiểu đất nước ở đây không khí hậu cây này nó hợp. Cả vườn toàn màu xanh. Đây còn hoa này nữa các bạn ơi. Hoa này hôm nay mới nở được một bông, cũng chưa mở lắm. Không biết nở bung hết ra nó sẽ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ nó phải to cỡ bằng bàn tay. Đây là bông đầu tiên đang chuẩn bị nở. Còn đâu là nụ vẫn bé lắm. Đây, nụ này bé lắm, còn lâu lắm. À đây bông này nữa, bông này cũng sắp nở rồi. Đây còn đây những cây cỏ dại luôn. Cũng đẹp. Còn đây là cũng là loại đấy nhưng mà hoa màu hồng. Còn đây cũng loại vậy nhưng mà lại hoa màu vàng. Đây là không phải là trồng nhá, mình không trồng mà người Nhật họ cũng không trồng đâu. Nó toàn mọc ở những cái khe đá lên này. Gần như là cỏ đấy các bạn. Nhưng mà đẹp thật. Hay. Giờ quay hoa cho các bạn xem rồi, bây giờ mình khoe các bạn rau này. Đây là kinh giới đấy các bạn nhá. Anh em mình đang trồng kinh giới. Ở bên này có cái loại này thì gọi là tuyệt vời. Cực kỳ là hiếm các bạn. Ở những cái khu đông người Việt thì giờ các siêu thị là nó cũng đầu tư vào thị trường người Việt. Là cũng có đầy đủ các gia vị rồi rau sống, rau thơm rồi nhiều thực phẩm của người Việt. Nhưng mà ở khu mình ấy, ít, gọi là như là dân tộc. Thành ra là không có mấy đâu các bạn. Những cái này anh em mình đi xin về trồng ấy. Bây giờ bắt đầu được mấy hôm bắt đầu đang lên rồi. Hứa hẹn là có một bữa bún đậu mắm tôm tuyệt vời. Vết chân con dí này trời. Đây mình đang dồng cao cải canh các bạn. Nó mới lên tí rồi. Nhưng mà không ăn thua. Đang vàng dần rồi.
không biết có tương lai được ăn không. Ô hôm nay không biết có hai vết chân gì to này trời. Đây hai vết chân con gì to lắm, hươu à? Ở đây hươu nó khá là nhiều, nó từ trên đồi xuống điền thế, nó nát hết rau rồi. Đây còn bên này là mình lại trồng rau thơm, các bạn nhìn lên lên lấm tấm chưa, hống chó đấy, hống chó đang lên rồi, khá là dày, mình rắc nhiều mà. Còn đây là húng bạc hà lên rồi các bạn ơi. Hôm vừa rồi mình lên chỗ mấy anh chị em ở gần đây chơi, thế là nhổ mấy anh chị em về trồng, thơm lắm. Cái này nó mọc dại các bạn, ở trên đấy họ không trồng đâu nhưng mà mọc dại, nó có tí lông 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 ở lá, không giống như kiểu húng ở Việt Nam. Còn đây sang bên ngay ngay bên cạnh, đúng bên cạnh là đỗ co ve, nhưng mà không hiểu vì sao mình trồng, mình tưới chăm chỉ tưới lắm, đất thì khá là tốt nhưng mà không hiểu sao nó cứ vàng lá dần, sắp chết hết rồi, không không kịp làm giàn đã ra đi rồi. Đúng hôm nay có hươu anh em mình đi làm về, hươu vào vết chân các bạn này, dẫm nát hết rồi. Chỗ này là mình đang trồng tía tô nhá, nhưng mà chưa lên, mới trồng cách đây 2 hôm, hôm nay mấy con hươu vào dẫm nát hết uống rồi. Đây còn đây là bí đao, ở đâu, bí đỏ, bí đỏ mua siêu thị Hà về ăn lấy hạt trồng, nhưng mà nó cứ lên lên được một tí là nó đang vàng hết lá rồi. Dạo này đang nhiều việc mãi không làm cỏ được, vườn toàn cỏ là cỏ các bạn, cỏ cỏ tốt hơn rau. Trồng bí thì cũng không ước mơ được ăn quả đâu, chỉ cần lớn lên cho mình ăn lá thôi. Anh em mình cũng chịu khó trồng rau cỏ lắm chứ, nhưng mà vẫn chưa được ăn lần nào hết. Năm nay mới chuyển vào nhà mới này có vườn thì mới trồng, mọi năm ở bên khu kia là khu tập thể không có. Đấy, mọi người kia rau chịu khó trồng lắm nhưng mà không chắc là được ăn, chỉ có mấy cây rau thơm chắc dễ lên. Mọi người thấy có doa của anh em mới chất không? Mất mất cái hoa sen rồi, cái bát sen để tưới rồi. Thế là chế cái lắp ấy vào là hơi nóng sắt rùi thành lỗ. Ai xem video thì chắc là chửi cho, tháng làm mấy chục triệu mà không mua nổi cái doa. Thấy khu vườn của mình như nào, đẹp không? Đấy, đây là tất cả khu vườn của mình. Thì chỉ có mấy tháng mùa hè này là hoa với lại rau cỏ thì có thể trồng được, hoa thì nó nở đẹp như này. Còn mấy tháng nữa là tuyết rồi, từ tháng 11 giờ đi, 12 giờ đi là bắt đầu tất cả là trắng xóa hết, không có một cây cỏ nó sống được. Thôi nhá, bây giờ xin tạm biệt các bạn nhá. Mình vào tắm rửa nấu cơm đây, muộn rồi.
Bye bye.